Sáng 23 tháng 12, Công ty Than Hòn Gai TKV đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tập đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc tập đoàn, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo ban kiểm soát, các ban chuyên môn của tập đoàn, lãnh đạo công ty và hơn 600 đại biểu cán bộ, công nhân lao động xuất sắc. Năm 2022, công ty than hòn gai TKV đã bám sát chỉ đạo điều hành sản xuất, tiêu thụ của tập đoàn, cùng với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo không ngừng của cán bộ, công nhân, người lao động, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tập đoàn giao. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 2,5 triệu tấn bằng 100% kế hoạch năm, trong đó than lộ thiên đạt 650.000 tấn, than hầm lò đạt 1,850 triệu tấn, mét lò chuẩn bị sản xuất đạt 14.920 mét, than tiêu thụ đạt 2,878 triệu tấn, lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng. Tiền lương bình quân toàn công ty đạt 16,6 triệu đồng một người một tháng, bằng 108% kế hoạch và tăng 8% so với thực hiện năm 2021, trong đó tiền lương thợ lò đạt 20,66 triệu đồng một người một tháng. Nhiệm vụ năm 2023, công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngay từ ngày đầu, tháng đầu, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch năm 2023 than sản xuất 1,9 triệu tấn, than tiêu thụ 1,951 triệu tấn, đào lò 16.100 mét, doanh thu 2,427 tỷ đồng, lợi nhuận 31 tỷ đồng, tiền lương bình quân 17 triệu đồng trên người trên tháng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ chúc mừng những kết quả thành tích trong năm 2022 của Than Hòn Gai, đồng thời đánh giá cao công ty đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt Công tác an toàn lao động được giữ vững 3 năm liền không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Phó tổng giám đốc tập đoàn đề nghị năm 2023, công ty chú trọng thực hiện công tác đầu tư, hoàn thiện các dự án phát triển sản xuất, tạo diện sản xuất cho năm 2023 và các năm tiếp theo, tăng cường đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất và quản lý, tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn lao động, môi trường phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành toàn diện kế hoạch nhiệm vụ năm 2023. Nhân dịp này, giám đốc công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành kế hoạch năm 2022 với tổng số tiền thưởng 2,960 tỷ đồng.